Hello anh em đã quay trở lại với Real Tech. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một con chuột nó cực kỳ độc lạ anh em ạ. Anh em đã bao giờ nghĩ chúng ta có một con chuột mà ở đây có nhiều phím như này chưa? Đó, hay là thậm chí là chúng ta có thể thay thế một cái ốp ở một bên để chúng ta có nhiều phím hơn nữa. Hoặc là chúng ta sẽ quay trở lại kiểu đơn giản, chúng ta sẽ chỉ có là hai phím mà thôi. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả một em chuột đến từ Razer anh em ạ. Và nghe chữ Razer thì chắc chắn là nó sẽ không rẻ rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ có một em Razer Naga Pro bản wireless và mức giá của nó là khoảng 4 triệu anh em. Đấy, nghe nó cũng kiểu vừa tầm mà đúng không? Kiểu ai cũng mua được mà đúng không? Nhưng mà ai ở đây đấy là đại gia anh em ạ đấy. Còn bình thường anh em mình dùng chuột kiểu khoảng tầm mấy trăm nghìn, một triệu mấy đó. Thì đây chúng ta có chuột 4 triệu à. Bên cạnh chúng ta có phím 10 củ. Đấy, đây là gọi là một combo để dành cho đại gia luôn đó anh em. Ok, và quay trở lại với cả nhân vật chính của chúng ta, đấy chính là em Razer Naga. Chi tiết em nói như nào thì sau intro nha anh em. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Và quay trở lại với cả em Razer Naga Pro anh em ạ. Chúng ta sẽ có vỏ hộp này. Nhìn ở trên vỏ hộp là anh em sẽ thấy những cái tính năng nổi bật của em Razer Naga Pro rồi đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều phím bấm anh em, và chúng ta có thể thay thế được rất nhiều kiểu phím bấm khác nhau. Và chi tiết nó như nào thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết với cả anh em sau. Chúng ta có LED RGB đương nhiên rồi, đặc sản của Razer đấy chính là RGB rất đẹp anh em ạ. Rồi chúng ta có Hyper Speed, đó có nghĩa là chúng ta sẽ có công nghệ không dây và gần như là không có độ trễ. Nói không có độ trễ thì nó là hơi điêu, nhưng mà thực sự là trong quá trình trải nghiệm chơi game á, mình gần như là không cảm nhận được cái độ trễ của con Razer Naga Pro luôn anh em ạ. Hyper Speed nó giống như là ở trên con Basilisk đợt trước mình làm với cả anh em á. Đó, con Basilisk đợt trước nó cũng thế. Mấy cái bên này thì kệ đi, nhưng anh em nhìn bên này này. High Speed lúc nãy mình nói với anh em rồi đúng không? Cảm biến Focus Plus, cảm biến 20.000 DPI của Razer anh em. Đây cũng sẽ có thể nói là một trong những con cảm biến chất lượng nhất thị trường ở thời điểm hiện tại rồi. Dù sao thì con chuột 4 củ mà không dùng cái cảm biến Focus Plus thì đấy là kiểu điểm trừ của Razer, nhưng mà dùng cái này thì nó là chuyện rất là bình thường anh em. Rồi, cái optical, cái gọi là cái switch, đấy, switch nhấn của con Razer này á, nó là switch quang, đấy, switch optical, thành ra là cái độ nhạy và cũng như là cái cảm giác gõ của nó á, nghe phê lắm anh em này. Nghe phê lắm, cái switch optical mà anh em. Rồi ở trên này anh em sẽ cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ có 19 cộng 1 cái phím nhấn khác nhau này. Đó, rồi chúng ta sẽ có 31 kết nối khác nhau. Đấy chính là chúng ta sẽ có thể kết nối là wireless đúng không? Đấy, chúng ta sẽ sử dụng là USB receiver. Hai là chúng ta có thể dùng Bluetooth anh em. Đấy, nếu mà anh em chơi game, đấy, anh em ở nhà cắm receiver vào, đấy, anh em sẽ được trải nghiệm một cái công nghệ, đấy chính là Hyper Speed đến từ Razer. Anh em ra ngoài dùng với cả laptop, anh em có thể bật kết nối Bluetooth lên. Hoặc là nếu mà anh em kiểu muốn kiểu độ trễ nó phải thấp nhất thì anh em hoàn toàn có thể cắm dây vào. Đó, là chúng ta đã có được một cái chuột có dây và độ trễ của nó gần như là không có. Thì với em Razer Naga Pro này, nó có thể nói là một trong những con chuột cực kỳ đa dụng luôn á. Mà kể cả cái form cầm của nó cũng ngon cơ. Ok, và ở trên hộp á thì cơ bản anh em chỉ cần là nắm được như vậy thôi. Còn sau ấy chúng ta sẽ cùng nói với cả ở trên con chuột này anh em ạ. Đó, thì về form của em Razer Naga Pro á, anh em nhìn là anh em sẽ thấy đấy chính là cái form của nó sẽ hơi kiểu công thái học một tí. Trong tầm giá vào khoảng là 3 đến 4 triệu á, nếu mà so với cả chuột của hãng khác, chúng ta lấy tiêu biểu đây là Logitech đi. Chúng ta sẽ có con Logitech G903, một trong những con chuột có thể nói là cũng có một cái công nghệ kết nối không dây cực kỳ nhanh, đấy chính là Lightspeed. Và nó có cái độ trễ của nó cũng không hơn kém gì so với cả cái Hyperspeed của Razer. Nói chung đối với cá nhân mình nhá, về con số thì mình không biết, nhưng mà về trải nghiệm của mình là hai công nghệ đấy, cái độ trễ của nó gần như là như nhau. Bởi vì mình không phân biệt được, chơi nó nhanh quá mà, đâu có phân biệt được đâu. Nhưng mà với con G903, cái form cầm của nó sẽ hơi dị. Con G903 thì nó là một cái form cầm nó đối xứng, và cũng như là cái chuột nó hơi bẹt xuống đất. Đấy, thành ra là khi mà anh em cầm á thì tay anh em dùng lâu nó sẽ hơi mỏi một tí, bởi vì cái form nó không được công thái học lắm, cái form nó hơi bẹt, nó sẽ hơi kén người dùng. Nhưng mà với con Razer Naga Pro á thì form cầm của nó rất là công thái học. Bởi vì sao? Bởi vì anh em nhìn này. Đó, form của nó sẽ không phải là kiểu đối xứng, mà form của nó sẽ thiên hẳn dành cho người dùng chuột bằng tay phải. Khi anh em cầm á, anh em để ý này, khi chúng ta đặt tay vào con Naga Pro anh em thấy này. Đó, tất cả những cái đường cong, tất cả những cái chỗ để tì tay ở trên con Naga Pro đều đã được tính toán sẵn, bởi vì đấy chính là vị trí mà chúng ta đặt tay vào. Đấy anh em thấy không? Bên này chúng ta đặt ngón út, ngón áp út. Đấy, hai ngón tay cùng chuột. Rồi bên này nữa. Đấy,
kiểu con này thiết kế công tới học, thành ra là khi anh em sử dụng lâu hay là anh em kiểu tay anh em có dù là tay gì á thì anh em dùng lâu nó sẽ không bị mỏi. Có chăng với form của con Naga Pro á là tay anh em nào nhỏ quá thì hơi khó cầm. Còn là tay anh em nào mà nhỏ quá thì hơi khó cầm, nhưng mà thực sự là với đa phần tay người dùng á thì con Naga Pro nó đều đáp ứng rất là tốt và cái form cầm của nó cực kỳ thích anh em. Và nếu mà so sánh với cả tất cả những con chuột của Razer như con Basilisk này hay là con kiểu Viper này hay là con bất kỳ con gì á thì mình thấy là form cầm của con Naga là một cái form cầm cực kỳ ok, mà cái trọng lượng của nó cũng không quá nặng. Thành ra là mình có chơi game thời gian lâu á thì nó cũng rất là ổn anh em. Quên mất cái đống phụ kiện nó đang nằm ở đây mình quên nói với anh em ạ. Thì chúng ta đương nhiên sẽ tặng sẵn một cái dây. Đấy, dây của Razer thì cực kỳ đẹp, thì từ xưa đến nay nó vẫn thế anh em. Đấy, đằng trong kết nối nó là màu xanh này. Đấy, nhìn nó kiểu đậm chất Razer. Nhưng mà mình đang thấy một cái rất là khó hiểu ở đây, đấy chính là tại sao 2021 rồi mà Razer vẫn dùng cổng micro USB. What? 2021 rồi Razer vẫn dùng cổng micro USB, mình đã không hiểu là Razer đang nghĩ gì ở khi mà dùng cái cổng kết nối như này. Trong khi đó một cái cổng Type-C nó tiện như thế này. Đấy, chúng ta sẽ không cần phải nhìn vào cái cổng kết nối, chúng ta chỉ cần xác định là cái cổng kết nối nằm ở đâu. Đấy, cắm cái phập là xong, đâu cần phải biết nó nằm trên hay nằm dưới đâu. Nhưng mà đây là cổng micro USB, cắm nó kiểu rất là khó chịu anh em. Mà chưa kể là dây kết nối ở nhà mình toàn là kiểu Type-C thôi, bây giờ một cái dây micro như này giờ mất một cái cũng hơi khó tìm ấy. Đó, nhưng mà cái dây này anh em không nên mất nhá. Đấy chính là cái dây này vừa để anh em kết nối với cả cái cục receiver. Đấy, cái cục cổng USB để ở trên cho cục receiver á, với cả nó cũng là cái dây sạc của con chuột luôn, thì anh em không nên làm mất đâu nhá. Với cả con Naga Pro này ấy, nếu mà anh em có sẵn cái đốc sạc của con Basilisk á thì anh em cũng có thể sạc được. Đấy, ở bên dưới chúng ta sẽ có hai cái chân để sạc bằng cái đốc sạc của Razer á. Đó. Phụ kiện thì một cái đống giấy tờ linh tinh mà con Razer nào cũng có này, và đặc biệt là cái này. Đấy, những anh em nào mà kiểu mua Razer mà có Chroma ấy, chắc chắn sẽ rất thích cái này, bởi vì cái này nó dán rất là đẹp. Với con Razer Naga thì điểm nổi bật của con Naga đấy chính là nó có rất nhiều phím bấm và nó sẽ phù hợp được với cả rất rất nhiều những tựa game mà anh em chơi. Nó có thể nói là phù hợp cho tất cả những tựa game mà anh em chơi luôn. Với một cái ít phím bấm như này thì chắc là nhiều anh em đã quen, bởi vì nó đã xuất hiện ở trên quá nhiều chuột rồi đúng không? Back forward hết. Đó, thì với những cái back forward như này nó sẽ phù hợp với cả khi mà anh em chơi những tựa game game FPS, kiểu anh em chơi game như kiểu là CSGO hay là anh em chơi những tựa game thuần FPS ấy, thì những cái thao tác ở trên chuột anh em sẽ không muốn nó quá là rườm rà, anh em không muốn nhiều, anh em không muốn bị tháo thừa, hay là anh em muốn cái bàn phím phải nhẹ nhất có thể, thì một cái chỉ có hai cái như này thì nó sẽ là rất là phù hợp với cả anh em. Hay là khi mà anh em chơi game MOBA, đó, anh em chơi game MOBA, anh em chơi game kiểu là MMO, MMO thì anh em sẽ cần nhiều phím hơn, thì anh em chơi game MOBA này. Hay là, đúng rồi, anh em chơi game kiểu Battle Royale á. Đó, anh em chơi PUBG, anh em chơi Fortnite, hay là anh em chơi kiểu Liên Minh Điện Thoại, anh em chơi Dota 2, thì việc nó có 6 cái phím macro như này nó cũng sẽ là một điểm cộng với cả anh em. Anh em có thể gán đồ vào đây, anh em có thể gán vật phẩm vào đây, anh em gán cái skill thêm vào đây, thì với 6 phím là nó vừa đủ để anh em chơi game kiểu game MOBA, hoặc là anh em chơi game kiểu Battle Royale. Hay là nếu mà anh em chơi game MMO, đó, anh em biết rồi đúng không? Anh em kiểu chơi như kiểu chơi Diablo 2, anh em chơi kiểu những tựa game kiểu MMORPG á. Đó, anh em sẽ có rất nhiều skill, anh em sẽ có rất nhiều đồ để phải dùng. Mà nếu mà chúng ta combo ở trên bàn phím á là thôi, loạn lắm. Thì đây, con Naga Pro cho anh em tận là 12 phím macro ngay trên chuột. 12 phím macro ngay trên chuột, thì anh em chơi game kiểu game MMO hay là kiểu game RPG các thứ á. Rồi, nhấn đấy, nhấn tưng bừng luôn anh em, nhấn sướng lái. Đấy, thì với con Naga Pro này nó có thể phù hợp được với cả tất cả anh em chơi game luôn. Bất kỳ một tựa game gì nó cũng có thể hỗ trợ anh em chơi được tốt. Đấy, và thậm chí là nó quá nhiều phím bấm thì nó kiểu hỗ trợ anh em macro cực kỳ tốt luôn. Và như ở trên hộp của Razer cũng đã nói đúng không, chúng ta có 19 cộng 1 khả năng macro khác nhau. Nếu mà anh em muốn macro phím ở trên con Naga Pro á, thì anh em sẽ phải sử dụng phần mềm để chơi SingApp của Razer. Anh em nào đang dùng Razer thì anh em cũng đã biết rồi đúng không. Thậm chí ấy là cái con lăn này nó còn macro được phím cơ anh em. Đó, bình thường con lăn của anh em chỉ có lăn như này hay là nhấn xuống như này đúng không, thì với con Razer Naga Pro á, con lăn của anh em sẽ gạt phải sang hai bên nữa. Đó, và cái thao tác gạt sang hai bên như này của con lăn anh em cũng có thể macro thêm chức năng cho nó luôn. Anh em có thể macro tất cả mọi thứ, và thậm chí là anh em không cần phải dùng bàn phím, anh em có thể combo tất cả mọi thứ ở trên con chuột của anh em luôn, không cần bàn phím luôn anh em. Nhưng mà thực ra có bàn phím nó sẽ tiện hơn, nhưng mà nói như thế để kiểu nâng bi cái tính năng của nó lên một tí đúng không, bởi vì nó quá nhiều phím mà. 12 phím ở trên này, trái phải tăng giảm DPI, nhấn chuột, còn cuộn hất sang hai bên,
quá là nhiều khả năng macro của nó luôn á. Rồi là RGB của nó thì nãy giờ anh em xem video thì anh em cũng thấy đúng không? Rất đẹp. Và mình cũng đánh giá cao con Razer Naga một cái, đấy chính là cái chỗ để cắt receiver của nó rất là thông minh anh em ạ. Đấy chính là bởi vì nó có khả năng tách được cái phần nút một bên ra đúng không? Thành ra là Razer cho chúng ta cái chỗ cắt receiver anh em này. Đấy, ngay bên này luôn. Và sau đó chúng ta chỉ cần đóng cái này lại. Đấy, thế là chúng ta có thể mang nó đi mọi nơi luôn. Tiện lại. Đó. Rồi ở đằng dưới thì anh em sẽ có 4 con fit ở 4 góc này, rồi fit ở giữa này. Ở giữa là cái cảm biến Focus Plus của Razer thì anh em nó cũng biết rồi, 20.000 DPI, một trong những con cảm biến cực kỳ ngon ở thời điểm hiện tại. Rồi là ở bên này sẽ là cái công tắc gạt 2.4G Bluetooth hoặc là anh em dùng dây. Đó, rồi là cái profile, bởi vì nó có quá nhiều nút đúng không? Nó có quá nhiều khả năng tùy chỉnh đúng không? Đấy, thì bây giờ với con Razer Naga Pro này anh em có thể tạo ra được 5 cái profile để cho nó lưu những cái tính năng mà anh em đang lưu. Đó, ví dụ như là anh em đang chơi game kiểu FPS này, lưu một thành một profile này. Anh em chơi game kiểu MOBA, lưu thành một profile này. Và ở trong cái 6 nút này anh em lưu một cái profile dành cho MOBA, một cái profile dành cho kiểu Battle Royale này. Đấy, và hay là anh em kiểu chơi MMORPG á, anh em sẽ có thể lưu thành một cái profile khác này. Và tổng cái profile nó có thể lưu á, nó lưu được 5 cái profile anh em. Thành ra là anh em kiểu cho dù anh em có chơi nhiều game đến đâu á thì nó vẫn có thể hỗ trợ được anh em cực kỳ tốt. Và cái này nó sẽ không dễ rơi đâu nhá, nhưng mà nó cũng dễ lắp cơ. Đấy anh em này, chỉ cần nó có 5 châm mà nó hít dễ lắm. Đấy. Đấy mà nó không rơi đâu anh em, chỉ sợ rơi chuột thôi. Đó, rơi chuột là mất 4 triệu ấy. Nhưng mà kiểu con Razer Naga Pro là một trong những con chuột mà kiểu mình rất là thích anh em. Mặc dù là nó vẫn sẽ mang một cái đặc tính nó rất là Razer thôi, đấy chính là đắt. Thì với anh em luôn là với mức giá mà hơn 4 triệu, hơn 4 triệu là chúng ta có thể mua được rất là nhiều thứ rồi đấy. Chúng ta có thể mua được cả một cái combo phím chuột rất là xịn rồi đấy. Nhưng mà với con Naga Pro á, vì nó cho các bạn quá nhiều tính năng đi, mà cái cảm giác cầm của nó cũng sướng cơ, rồi nó còn là của Razer cơ. Thành ra là với mức giá 4 triệu thì mình thấy là thì có tiền thì mua cũng được. Không biết ý kiến anh em như nào. Và ok, vừa rồi là những gì mà mình trải nghiệm được ở trên em Razer Naga Pro. Ý kiến anh em như nào, anh em hãy comment phía dưới nha. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.